Cô chào các em học sinh lớp 2 đang học trên truyền hình. Cô tên là Trương Thị Tường Vi, giáo viên trường tiểu học Quang Trung, thành phố Huế. Hôm nay, cô và các em lại đồng hành với nhau trong tiết học tiếng Việt của bộ sách Cánh Diều, bài 10 Vui đến trường, nói và nghe, thời khóa biểu, viết về một ngày đi học của em. Các em thân mến, hàng ngày khi chuẩn bị đến trường, chắc chắn các em phải chuẩn bị đồ dùng học tập và sách vở đúng không nào? Vậy thì các em và ba mẹ phải nhìn vào đâu để sửa soạn cho đầy đủ nào? À, chúng ta phải nhìn vào thời khóa biểu. Vậy thời khóa biểu là gì? Nó có tác dụng gì? Và cách đọc một thời khóa biểu như thế nào cho đúng? Hãy cùng cô vào hoạt động 1, trao đổi thời khóa biểu. Cô mời các em đọc yêu cầu 1. 1. Đọc thời khóa biểu sau theo từng ngày, thứ, buổi, tiết. Đây là một thời khóa biểu của một bạn học sinh lớp 2. Các em đọc to lên nào. Thời khóa biểu. Giờ các em hãy đọc cho cô hàng ngang thứ nhất. Buổi, tiết, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Hàng ngang thứ nhất ghi gì về các em? À, ở hàng ngang thứ nhất ghi buổi, ghi tiết và ghi các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Đọc tiếp cho cô cột thứ nhất nào. Buổi sáng, buổi chiều. Cột thứ nhất cho chúng ta biết một ngày có hai buổi, đó là buổi sáng và buổi chiều. Cột thứ hai ghi gì đấy? À, cột thứ hai là các tiết được sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 3, 4 vào buổi sáng và các tiết 1, 2, 3 vào buổi chiều. Vậy còn các cột tiếp theo ghi gì đấy? À, đây là các môn học được sắp xếp theo từng ngày. Bây giờ các em hãy nhìn lên thời khóa biểu và cho cô biết. Đây là thời khóa biểu của mấy ngày? À, đây là thời khóa biểu của 5 ngày, gồm có thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Vậy một ngày được phân làm mấy buổi? Một ngày được phân làm 2 buổi. Đó là buổi sáng và buổi chiều. Buổi sáng có mấy tiết nào? À, buổi sáng có 4 tiết. 1, 2, 3, 4. Và giữa tiết 2, tiết 3 có hoạt động vui chơi 25 phút. Hoạt động vui chơi là gì vậy các em? À, hoạt động vui chơi chính là giờ ra chơi. Vậy còn buổi chiều thì có bao nhiêu tiết? Buổi chiều có 3 tiết. Bây giờ các em hãy nhìn lên. Buổi sáng và buổi chiều được tô hai màu khác nhau và được ngăn cách nhau bởi đường kỷ màu đỏ. Bây giờ các em hãy nhìn lên, quan sát, lắng nghe xem cô đọc thời khóa biểu ngày thứ hai. Thứ hai, buổi sáng, tiết 1, hoạt động trải nghiệm. Tiết 2, tiếng Việt, hoạt động vui chơi 25 phút. Tiết 3, tiếng Việt. Tiết 4, toán. Buổi chiều, tiết 1, giáo dục thể chất. Tiết 2, ngoại ngữ. Tiết 3, tự học có hướng dẫn. Bây giờ các em hãy quan sát thật kỹ tay cô chỉ và lắng nghe cô đọc, xem thử cô đang đọc thời khóa biểu theo trình tự như thế nào nhé. Thứ 3, buổi sáng, tiết 1, toán. Tiết 2, tiếng Việt, hoạt động vui chơi 25 phút. Tiết 3, tiếng Việt. Tiết 4, đạo đức. Buổi chiều, tiết 1, tự nhiên và xã hội. Tiết 2, tự học có hướng dẫn. Tiết 3, hoạt động trải nghiệm. Các em có phát hiện ra cô đang đọc thời khóa biểu theo thứ tự nào không nào? À, để đọc một thời khóa biểu thì các em lưu ý chúng ta sẽ đọc theo thứ tự thứ, buổi và tiết. Chú ý đọc chậm, ngắt hơi sau mỗi thứ, mỗi buổi. Bây giờ các em hãy đọc thật to thời khóa biểu của ngày thứ tư theo tay cô chị nhé. Bắt đầu nào. Thứ tư.
Tiếp tục nào, chúng ta đọc thơ của biểu ngày thứ 5 nhé. Thứ 5, buổi sáng, tiết 1, tự nhiên và xã hội. Tiết 2, toán, hoạt động vui chơi 25 phút. Tiết 3, tiếng Việt. Tiết 4, tiếng Việt. Buổi chiều, tiết 1. Bây giờ ngày thứ 6, không cần cô đọc nữa, các em hãy tự đọc thơ của biểu ngày thứ 6 lên nào. Như vậy là các em đã đọc được thời khóa biểu rồi đúng không nào? Bây giờ hãy cùng cô thực hành nói và đáp thời khóa biểu theo thời khóa biểu trên đây của cô nhé. Hôm nay là thứ 5. Về ngày mai là thứ mấy? À, hôm nay là thứ 5 thì ngày mai chắc chắn là thứ 6. Vậy ngày mai chúng ta sẽ học những môn gì? Các em hãy nhìn thời khóa biểu của ngày thứ 6 và nói cho cô nghe xem thứ 6 chúng ta sẽ có những môn gì nào. Thời khóa biểu ngày thứ 6 có những môn toán, tiếng Việt, âm nhạc, tự học có hướng dẫn và hoạt động trải nghiệm. Với những môn học như vậy thì các em cần chuẩn bị gì? Để đi học có hiệu quả thì các em nhớ chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập của tất cả các môn trong ngày thứ 6. Các em cần chuẩn bị sách để chúng ta học tiết từ đọc sách báo vào ngày mai và chuẩn bị đồ dùng để học tiết hoạt động trải nghiệm. Các em thân mến, trên thời khóa biểu này, những ô màu trắng là những môn học, những tiết học bắt buộc, còn những ô màu xanh là những ô tự học có hướng dẫn. Có nghĩa là các em sẽ có thể tham gia học hoặc là những hoạt động mà các em thích. Vậy thì các em muốn học những môn tự chọn nào? À, đã gọi là môn tự chọn, nghĩa là các em thích môn gì thì các em chọn học môn đó. Các em có thể chọn môn ngoại ngữ, hoặc là có bạn sẽ thích học môn tiếng dân tộc thiểu số chẳng hạn. Các em hãy tùy vào sở thích của mình và tùy vào tình hình của trường có tổ chức những lớp học nào thì các em hãy chọn và tham gia học nhé. Vậy thì còn hoạt động, các em muốn tham gia những hoạt động nào nè? Sẽ có các câu lạc bộ như là câu lạc bộ cờ vua, câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ bơi lội. Nếu các em thích hoạt động nào thì hãy chọn và tham gia hoạt động đó nhé. Cũng sẽ có những bạn là vì cảm thấy mình học chưa tốt các môn học bắt buộc thì các bạn cũng có thể dành thời gian vào những tiết tự học có hướng dẫn này để rèn luyện thêm những môn mình học chưa tốt hoặc nâng cao hơn như là môn toán hoặc môn tiếng Việt. Vậy các em thấy thời khóa biểu giúp cho chúng ta biết được các tiết học có trong một buổi, các môn học có trong một ngày để chúng ta có thể chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập đầy đủ, đúng không nào? Như vậy là một ngày của các em ở trường có rất là nhiều hoạt động, bởi vì ngoài học tập ra thì các em còn phải rèn luyện những phẩm chất, những kỹ năng, những thái độ rất là nhiều, đúng không? Và bây giờ hãy cùng cô giải lao bằng cách nghe một bài hát ngày đầu tiên đi học. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Ngày đầu tiên đi học,
ngày đầu tiên đi học của bạn trong bài hát thật là nhiều cảm xúc khó quên đúng không các em? Vậy còn các em thì sao? Một ngày đi học của các em như thế nào? Hãy cùng cô kể lại nhé. Cô mời các em đọc yêu cầu 1 nào. Kể với bạn về một ngày đi học của em. Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? Bài tập yêu cầu chúng ta kể về một ngày đi học của em. Để kể được về một ngày đi học của mình, các em hãy cùng cô trả lời một số câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, buổi sáng em thức dậy lúc mấy giờ? Các em nhớ, để kể được một sự việc thì câu đầu tiên bao giờ chúng ta cũng sẽ giới thiệu về sự việc đó. Ở trong câu gợi ý thứ nhất này, người ta hướng các em giới thiệu sự việc một ngày đi học bằng cách kể lại các em thức dậy lúc mấy giờ. Thì các em có thể kể: buổi sáng em thức dậy lúc 6 giờ. Các em cũng có thể nói: buổi sáng em thức dậy lúc 6 giờ để chuẩn bị đi học. Gợi ý thứ hai, em làm những gì để chuẩn bị đi học? Vậy thì sau khi thức dậy, các em làm những việc gì nào? Các em sẽ vệ sinh cá nhân này, ăn sáng, chuẩn bị lại sách vở, đồ dùng học tập, rồi chuẩn bị đi học, đúng không nào? Vậy thì chúng ta có thể kể: em vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi kiểm tra lại đồ dùng học tập. Các em cũng có thể kể: sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, em kiểm tra đồ dùng học tập để chuẩn bị đi học. Câu hỏi tiếp theo, em tự đi đến trường hay đi cùng bạn, cùng bố mẹ? Vậy câu hỏi này các em trả lời được không? Nếu như các em tự đi đến trường thì các em có thể kể: em tự đi đến trường. Còn nếu ba mẹ đưa các em đi học thì các em có thể kể: bố đưa em đến trường. Câu hỏi tiếp theo, đi học vui như thế nào? Các em hãy suy nghĩ, nhớ lại những sự việc xảy ra ở trường để kể. Ví dụ có thể là đến trường em gặp ai, em làm gì, em học những môn gì, hoặc là có sự việc gì khiến cho em nhớ mãi. Các em có thể kể: em được cô giáo đón ở cửa lớp với nụ cười rất tươi. Các bạn trong lớp háo hức trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đi học thật là vui. Các em nhớ, câu cuối cùng khi nào chúng ta cũng sẽ là nêu cảm xúc, tình cảm của mình đối với sự việc mà chúng ta vừa kể. Các em đã trả lời được các câu hỏi gợi ý này, tức là các em đã kể được một ngày đi học của mình rồi. Bây giờ hãy cùng cô đọc lại các câu trả lời nào. Buổi sáng, em thức dậy lúc 6 giờ. Em vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi kiểm tra lại đồ dùng học tập. Bố đưa em đến trường. Em được cô giáo đón ở cửa lớp với nụ cười tươi. Các bạn trong lớp háo hức trò chuyện vui vẻ. Đi học thật là vui. Chỉ cần trả lời được các câu hỏi này là các em đã kể lại được một ngày đi học của mình rồi. Bây giờ các em hãy dựa vào các câu hỏi gợi ý, dựa vào các câu trả lời để kể cho người thân của mình nghe một ngày đi học của mình đi nào. Các em có thể kể về một ngày đi học bình thường của mình, hoặc cũng có thể kể về ngày đầu tiên đi học của mình. Bây giờ cô sẽ cho các em xem một vài video các bạn học sinh trường tiểu học Quang Trung đã kể về một ngày đi học của các bạn ấy nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hồ Ngọc Hạnh Hơn, học sinh trường tiểu học Quang Trung, thành phố Huế. Hôm nay mình muốn kể cho các bạn nghe về một ngày đi học của mình. Buổi sáng mình thức dậy lúc 6 giờ, đánh răng rửa mặt, thay áo quần và theo ba đến trường. Môi trường của mình rất đẹp, cô giáo đưa mình vào lớp, chúng mình chơi với nhau rất vui, cùng nhau học nhiều điều hay. Mình rất thích đi học. Còn cả bạn thì sao? Một ngày đi học của các bạn như thế nào? Hãy kể cho mình nghe vậy nhé. Tạm biệt các bạn. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Hoàng Hải Đăng, học sinh trường tiểu học Quang Trung, thành phố Huế. Hôm nay mình sẽ kể
cho các bạn nghe về buổi đầu đi học của mình. Sáng hôm ấy, mình dậy thật sớm, sau khi đánh răng rửa mặt ăn sáng, mình theo mẹ đến trường. Ở trường, mọi thứ đều rất lạ, nhưng rất vui, có rất nhiều anh chị đá bóng, nhảy dây và đá cầu. Khi những chiếc chuông đã reo lên, cả mấy bạn ùa vào lớp, mình và cô giáo giới thiệu bằng về bản thân của mình. Hôm ấy, cô giáo tổ chức rất nhiều trò chơi và ca hát. Mình sẽ mãi mãi nhớ kỷ niệm này. Còn các bạn thì sao? Kể cho mình nghe với. Tạm biệt các bạn. Các bạn đã kể được một ngày đi học của các bạn ấy. Thật là nhiều cảm xúc đúng không các em? Để giúp các em viết lại được bài kể này, chúng ta qua bài tập số 2. Cô mời các em đọc yêu cầu số 2 nào. Dựa vào những điều vừa kể, viết 4-5 câu về một ngày đi học của em. Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? Bài tập yêu cầu chúng ta viết 4-5 câu về một ngày đi học của em. Thì để viết được lại một đoạn văn về một ngày đi học của em, thì chúng ta có thể dựa vào các câu hỏi gợi ý và các câu trả lời mà chúng ta đã trả lời ở bài tập 1. Và các em lưu ý, câu đầu tiên của đoạn văn viết về một ngày đi học của em thì các em sẽ giới thiệu bắt đầu một ngày đó. Có thể là giới thiệu bằng cách: em thức dậy lúc mấy giờ? Buổi sáng em thức dậy lúc 6 giờ. Hoặc các em cũng có thể thêm cảm xúc của mình vào để viết như sau: em nhớ mãi về ngày đầu đi học của em. Câu thứ hai, chúng ta sẽ kể về những việc chúng ta làm để chuẩn bị đi học. Ví dụ như em vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Rồi các câu tiếp theo, em sẽ kể về những việc ở trường của các em. Ví dụ như em gặp ai, em làm gì, em học gì và có điều gì khiến cho em nhớ mãi. Và câu cuối cùng của đoạn văn sẽ là câu nêu tình cảm, nêu cảm xúc của mình về ngày học đó. Các em hiểu chứ nào? Bây giờ ở đây cô có các câu trả lời cho các câu hỏi gợi ý về một ngày đi học của em. Cô sẽ nối các câu này lại thành một đoạn văn. Cô mời các em đọc nào. Buổi sáng em thức dậy lúc 6 giờ. Em vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi kiểm tra lại đồ dùng học tập. Bố đưa em đến trường. Em được cô giáo đón ở cửa lớp với nụ cười rất tươi. Các bạn trong lớp háo hức trò chuyện với nhau vui vẻ. Đi học thật là vui. Các em lưu ý, đây là người ta yêu cầu mình viết một đoạn văn, mà một đoạn văn được đánh dấu bằng chỗ lùi vào một ô đến chỗ dấu chấm kết thúc xuống dòng. Các em nhớ, chúng ta chấm xong thì chúng ta sẽ viết tiếp, không xuống dòng thì mới tạo lên được một đoạn văn. Bây giờ cô hướng dẫn các em cách trình bày trong vở nhé. Đầu đoạn chúng ta sẽ lùi vào một ô và chấm xong chúng ta viết tiếp, cho đến khi hết đoạn thì chúng ta chấm xuống dòng. Đây là một bài văn cơ bản viết về một ngày đi học của em mà cô nghĩ là bạn nào cũng có thể viết được bằng cách dựa vào các câu hỏi gợi ý và các câu trả lời ở bài tập 1. Bạn nào giỏi hơn có thể thêm cảm xúc của mình vào, thêm nhiều ý sáng tạo hơn nữa, nhưng phải nhớ giữ nội dung là viết về một ngày đi học của em. Cô cho các em xem một bài văn của bạn nhỏ lớp 2 trường tiểu học Quang Trung đã viết nhé. Các em nghe cô đọc nào. Em nhớ mãi về ngày đầu tiên đi học của mình. Sáng hôm ấy, sau khi thức dậy, em nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi theo mẹ đến trường. Trường em rất đẹp. Cô giáo tươi cười đón chúng em vào lớp. Cô và chúng em giới thiệu, làm quen với nhau. Cô còn hát cho em nghe một bài rất hay. Em không còn bỡ ngỡ và muốn được đến trường mỗi ngày. Bạn này đã viết về một ngày đầu tiên đi học của bạn ấy, thật là nhiều cảm xúc. Các em có thể vận dụng những từ ngữ, những câu văn các bạn đã viết để viết thành một bài viết của mình về một ngày đi học nhé. Như vậy các em đã sẵn sàng để viết một đoạn văn 4-5 câu về một ngày đi học của mình chưa nào? Sau khi kết thúc tiết học, các em hãy hoàn thành bài tập vào vở nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em luôn vui, khỏe và học tập thật tốt. Cô chào các em.